Mời quý khán giả cùng đến với những thông tin thời tiết liên quan đến mùa vụ của bà con đồng bằng sông Cửu Long. Đến giữa tháng 6 này, ở thành phố Cần Thơ đã xuống giống được gần 22.000 hecta lúa thu đông năm 2023, đạt 36% so với kế hoạch. Không biết là thời tiết những ngày tới ở Cần Thơ như thế nào? Có thuận lợi cho lúa phát triển không, chị Hồng Giao? Dạ vâng, xin chào chị Thiên Nhi, chào quý vị khán giả và bà con. Khả năng 7 ngày tới ở Cần Thơ thì trời vẫn có mưa dông. Dự báo là mưa sẽ liên tục xuất hiện về chiều và tối, có nơi mưa vừa, mưa lớn, có thể gây ngập úng cục bộ. Trong cơn dông còn tiềm ẩn về gió giật và sấm sét đi kèm. Còn buổi sáng và trưa thì trời nắng mây đan xen và hơi oi nóng, với độ ẩm trong không khí lúc nào cũng cao trên 61%, nhiệt độ dao động trong khoảng là từ 32 đến 33 độ. Thời tiết nắng oi vào ban ngày dễ tạo điều kiện cho trầy nâu và các bệnh dịch hại khác gây hại trên trà lúa thu đông, chủ yếu là mới xạ và đang ở giai đoạn mạ. Ngoài ra thì bà con cần đề phòng ngập úng do mưa lớn. Vì thế, bà con cần phải thăm đồng thường xuyên, chú ý theo dõi chặt chẽ tình hình trầy nâu, di trú ngoài đồng và các loại dịch hại để có biện pháp phòng trị kịp thời và bón lót phân lân ngay từ đầu vụ để hạn chế hiện tượng ngộ độc hữu cơ. Các tỉnh thành khác ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng có mưa dông trong 7 ngày tới. Dự báo là mưa có thể đến từ trưa đến chiều, mưa diễn ra trên diện rộng, có nơi mưa lớn, tiềm ẩn về gió giật và sấm sét đi kèm. Sau mưa thì không khí chuyển dịu mát, nhiệt độ hạ xuống còn 24 đến 27 độ. Thời gian có nắng rút ngắn lại, tập trung vào buổi sáng, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ.